Đây là cái nhà lưới đã được hoàn thành trong farm trồng chuối. Ông Israel cực tốt, chỉ mới vài ngày thôi mà cỏ nó đã lên dày rồi trong farm chuối. Chứ chỗ nào mà nó có đường dây hay nước tưới là cỏ lên, còn chỗ nào không có là cỏ bó tay. Rất là tuyệt vời. Đây những hàng chuối sau hơn một tháng được trồng. Phân bón ở đây rất tốt, chuối lên rất nhanh. Bây giờ nó có chiều cao khoảng tầm 1,6 m. Chuối bữa nay nó cao hơn 2,5 m rồi. Bây giờ là tầm khoảng 2,5 tháng, rất cao. Đây là vườn chuối trong giai đoạn trong tháng thứ hai sang tháng thứ ba thì chuối bắt đầu đã cao hơn 2 mét, cao được 3 mét rồi. Và trong những cái giai đoạn này thì chủ yếu là làm cỏ, sạch cỏ. Dưới gốc chuối thì bắt đầu xuất hiện những cái mầm chuối non nó mọc lên từ cái giống nuôi cái mô ban đầu. Ok các bạn, đây là vườn chuối sau 4 tháng trồng. Nhìn nó hơi sơ mướp tí. Tại vì bão cát nó qua 5-6 trận. Thì cái vườn chuối cho dù được che chắn nhưng mà vẫn không thể chịu nổi với cái cảnh sa mạc nơi đây. Nhưng mà không sao, nó vẫn còn sống. Đó là điều tốt. Tại vì các nước ở phía trên Israel là thuộc châu Âu thì nó lạnh thì trồng chuối không được. Nên Israel người ta tận dụng cái không khí và cái cách trồng của họ thì họ có thể trồng được chuối và bán được với giá cao. Ngay cả trong nước thì giá chuối ở Israel cũng 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 khá là cao. Mình đi chợ mua chuối thì giá nó cũng cao hơn so với các cái loại trái cây khác. Và họ trồng theo cái cách của họ thì nó rất là chuyên nghiệp so với chuối ở Việt Nam. Đây. Và ngay chỗ này các bạn có thể thấy là bắt đầu những cái giàn để làm cái nhà lưới giống như bên này thì đang được dựng rồi, giờ chỉ lợp lưới lên thôi. Ống dây nhả dột thì dẫn đi khắp nơi. Vâng, chuối miền Trung vùng Nagit ra mắt Nagit, các bạn có thể xem này. Chuối đây, chuối đây, tiếng Thái người ta gọi là mạ cui. Ồ, rất là nhiều, rất là nhiều. Giờ là Tết này là mình có cái để gói bánh tét với bánh chưng rồi. Rất nhiều, rất nhiều. Trong vườn chuối này rất mát, tuyệt vời.